Việt Nam anh hùng thành đồng tổ quốc. Anh đi về đâu? Từ quê nhân đến biên hòa, vượt qua sông Bé oai hùng về phước Long sẽ chiến thắng. Anh đi trước tham quân, tìm về giải phóng nông thôn, tìm về thành phố thân yêu đảng trên xa quốc. Anh là mạnh quân ra tiền tuyến, mang theo tình yêu giai cấp trong tim. Mỗi bước ta đi vui thay quân ra cướp nước, mỗi bước ta đi diệt tan bao một cồn cù. Theo bàn chân ta nơi nơi vùng lên, mỗi bàn chân ta ghi tên một chiến công sáng soi muôn đời sau. Mỗi bước ta đi trên đường quê tiếng ca vang rộn ràng, anh dương đang bừng lên đến ta vui xa. Mỗi bước ta đi dặn mi ta tay xa hai. Phong quân miền Nam anh hùng thành đồng tổ quốc. Anh đi về đâu? Từ Quy Nhơn đến Biên Hòa, vượt qua sông Bé oai hùng về phước Long xây chiến thắng. Anh đi trước tham quân, tiến về giải phóng nông thôn, tiến về thành phố thân yêu đạp trên xa phố. Anh là hành quân ra tiền tuyến, mang theo tình giai cấp trong tim. Mỗi bước ta đi vui thay quân ra cướp nước, mỗi bước ta đi diệt tan bao một đồn thù. Theo bàn chân ta nơi nơi vùng lên, mỗi bàn chân ta ghi tên một chiến công sáng soi muôn đời sau. Mỗi bước ta đi trên đường quê tiếng ca vang rộn ràng, anh dương đang bừng lên bóng tiền đã xa. Mỗi bước ta đi rằng mi ta tay sợ hãi.